Chào mừng tất cả quý vị đã quay lại với kênh của Bay Audio Sài Gòn. Hôm nay Bay giới thiệu quý vị một dòng loa không quá mới nha quý vị. Dòng loa đến từ hãng Calip với model là F200. Chưa tới 10 triệu nha quý vị. Chưa tới 10 triệu nhưng mà dòng này quý vị nghe nhạc, xem phim hoặc karaoke đều được hết nha. Dòng này cũng rất là dễ phối ghép quý vị. Nó có một loa bass 16.5, một loa mic cũng 16.5 và một loa trep có cái họng trang trí bên ngoài, cái họng còi như vậy ha quý vị. Và loa mới hoàn toàn 100% nha, loa hàng chính hãng nha quý vị. Quý vị nào đã từng mua cặp loa này thì quay được vị trí, nói chung là hàng mới thì mình báo giá hàng mới, còn hàng đã xài rồi thì hàng xài lướt, còn cái này là mới 100% nha, 100%. Mức giá chưa tới 10 triệu quý vị, một mức giá cực kỳ bình dân luôn, rất là bình dân nha quý vị. Dòng này thì nó rất là cao lên tới 99 cm quý vị, 99 cm, và nó nặng một thùng như vậy là 16 kg nha quý vị, 16 kg một thùng. Độ nhạy cái dòng Calip này rất là đã luôn, 96 dB nha, 96 dB. Rồi bây giờ để Bi khui một cặp đi. Bi khui một cặp cây xong Bi test nhạc để quý vị biết cái chất âm của dòng này. Và Bi tin là ai đang xem cái kênh của Bi, quý vị cũng rất là nhiều vị khách đã đang xài dòng này, rất là tiện lợi luôn quý vị, cực kỳ tiện lợi luôn nha. Dòng này là cái đời em của dòng F300. Dòng này đời này nó ra trước ha. Rồi bây giờ Bi cho một đôi vào. Quý vị cần thì alo cho Bi liền nha quý vị. Alo cho Bi mức giá chưa tới 10 triệu, rất là dễ chơi luôn. Rồi bây giờ quý vị đợi Bi ha. Rồi sau khi Bi tháo cái thùng đó rồi quý vị, hàng mới chính hãng, bảo hành 1 năm nha quý vị. Đây là sản phẩm được phân phối từ nhà phân phối Anh Duy Audio nha quý vị. Và quý vị không có ai mà không hướng nhìn về cặp loa này, nó rất là bắt mắt luôn, thiết kế cực kỳ bắt mắt và độc đáo quý vị nhé. Và cái dòng này thì nó có chiều cao 99, chiều rộng là 21,5 nha quý vị, và chiều sâu rất là sâu luôn, chiều rộng là 24 nha, và chiều sâu là 38 nha quý vị. Đây quý vị quay kỹ quý vị xem nè. Loa trép này là loa trép, cái công nghệ nó làm cái công nghệ độc quyền của Calip nha quý vị, công nghệ Trusted Horn đó quý vị. Quý vị thường nghe cái công nghệ này là đến từ hãng Calip. Quý vị nhìn nè, ở phía ngoài nó làm cái họng kè và cái loa trép này trong đây nè. Đây quý vị thấy rất là đã luôn. Và hai cái loa, một loa bass và một loa bass mid đây, gân cao su nha quý vị. Loa F300 thì y chang vậy luôn, không khác gì hết, cái loa này nó to hơn thôi, còn y chang vậy nha quý vị. Quý vị thấy những cái dòng Calip mà giờ vẫn còn đang bán, vẫn còn đang sản xuất mới, nó cũng bằng nó dùng cái màng loa bass này, nó dùng cái công nghệ mà Kerametallic cho quý vị, nó phủ đồng lên nè, để quý vị nhìn nè. Những cái dòng mà loa sub hoặc là loa center á thì nó cũng y chang vậy luôn, reference đó quý vị, rất là đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Loa mới thì không cần phải quay nhiều quý vị, này lỗ thông hơi nữa quý vị, lưới rồi còn đầy đủ hết nha, lưới còn đầy đủ. Và dòng này cũng thiết kế theo kiểu chơi bi quay được luôn quý vị, vì thế nó làm rất là chắc chắn nha, cực kỳ chắc chắn luôn, cái dáng simili rất là đều quý vị, rất là đẹp luôn. Dòng này thì vẫn còn cái lưới, còn cái chốt đây, nó chưa lên cái lưới ra đời hit 500 quý vị. Bây giờ mình thử nhạc luôn để quý vị nghe. Quý vị nào cần một cặp loa xem phim, nghe nhạc và karaoke và mức giá là khá bình dân quý vị. Để mình quay phía sau quý vị thấy dòng này cũng có dòng chơi bi quay nè. Để quý vị nào cần thiết kế chơi âm ly có chế độ bi quay thì quý vị chơi dòng loa và thử nghe xem thế nào ha. Đây nè quý vị, trạm của nó nè. Dòng này thì quý vị dùng trạm, Bi đang dùng cái trạm mỏ chim đây hả,
Mình chiên vào bắp chuối đây. Bắp chuối nha quý vị. Đây coi coi. Mọi chiên cũng được mà. Quý vị vừa cái này cái lỗ này nó to nè. Vừa bắp chuối vừa mọi chiên được luôn. Rồi cái chân cái đế nè quý vị. Nếu như hàng bãi mà về thì có đôi lúc chúng ta nó bị mất cái đế này, nhưng mà hàng mới thì tất nhiên nó sẽ còn rồi. Để đi đưa cái capolo nè quý vị. Capolo nè. Capolo. Với lại thêm cái miếng nữa. Đánh đế. Đây. Đây quý vị. Là cái phụ kiện kèm theo nha, trong một cái đôi loa mà mới 100% như thế này. Bây giờ test nhạc luôn để quý vị nghe chất âm tiếng bass đã lắm luôn quý vị, cực kỳ đã luôn. Đi xoay cái loa này lại nhìn cho nó thẩm mỹ ha. Bây giờ trời đã sáng xuống, anh và mái mù bên bìa rừng chờ giấc 30 mộng ảo. Ngày thơ vẫn đẹp vô cùng, nếu xuân nay mỗi em còn tình yêu nào chợt về đêm xuân, ta cần nhau gặp nhau vài lần. Nhìn em bay qua đầu ngõ thì xuân nở ngập trong lòng, thương anh vào những ngày lập quê hương trong thời đau thương. Mùa xuân chia ly là thương, bao nhiêu khó nhọc tủi hờn. Hát lên nhân loại cha buồn cho đất. Trời bây giờ trời đã sáng xuống, ta nhìn em tình yêu thành gần. Mộng ước xanh như màu cỏ, dù bao lửa hạ đông buồn. Mong xuân này em vẫn còn xuân. Quý vị nghe đó là bản nhạc Bi đã chép sẵn vào cái USB và mình chơi qua đầu giải mã nha quý vị. Thì USB Bi bán 800.000, còn cái ổ cứng như vậy là 2 triệu nha quý vị. Ổ cứng thì nó dung lượng nó nhiều hơn, nó lên tới 1.000 ly. Còn USB thì có đặt theo 8 ly thôi thì 800.000. Quý vị alo cho Bi để sở hữu cặp loa Galip S200 này nha quý vị. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.